ngàn lời vu vơ, vì người hay mơ giống đời như vẫn luôn yêu đời, bận cầu ca tin người tìm vui trong giấc mơ dù vẫn quãng đường. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của chú Tư và chị Thị Châu rất nhiều. Và tiếp tục chương trình, xin mời anh Tuấn Dũng với nhạc phẩm Tự Chọn và mời anh 12 chuẩn bị